Chào cả nhà. Trong khi Sam đi chinh phục đỉnh Tipidabo, tớ quyết định vẽ cậu ấy á. Cơ mà tự nhiên bị sai mất tiêu. Vậy nên tớ có bạn mèo này nè. Em ấy tên là Kitty đó. Giờ Kitty cần một căn nhà, vậy nên chúng ta sẽ vẽ thứ này. Tớ quên nói cho mấy cậu biết là trước khi Sam đi, cậu ấy đã truyền cho tớ một chút tóc miến slime đó nha. Như vậy thì sẽ tiện làm thủ công hơn. Xem đây này. Hấp. 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 Xịn. Ồ, xuyên nữa thì tớ quên cái gương. Đây chính là thứ quan trọng nhất trong phòng thay đồ đó. Boom, ổn áp rồi. Ước gì Sam ở đây nhỉ? Tớ muốn gặp bạn ấy lắm. Đừng lo mà Kitty, khi Sam trở lại cậu sẽ được gặp cậu ấy thôi. Sẽ có thứ gì đó được vẽ ở đây đúng không? Cậu giấu tớ gì vậy? Tớ? Giấu ư? Không nha. Cậu xem nhà vệ sinh đẹp xỉu của mình như này. Không, mèo. Tớ biết chắc là cậu đang giấu cái gì đó luôn. Nói đi mà. Được rồi. Đúng thế, tớ có bất ngờ cho cậu đấy. Nhưng đừng tí hí, xíu nữa cậu sẽ thấy thôi, hứa luôn. Kitty ơi, cậu thích màu tớ chọn không? Tại dù sao thì cậu cũng sống ở đây mà. Tớ thích hành lang, nhưng còn những căn phòng này, nó sẽ vậy luôn hay đương sao? Đương nhiên là không rồi. Cứ quan sát cách tớ biến bức ảnh trắng đen này thành một căn phòng rực rỡ nè. Xem này Kitty, nhà của cậu đang rực rỡ hơn rồi nè. Cậu có thể làm nhanh lên được không siêu? Hay là cậu hết năng lượng rồi? À, đơn giản như đang giỡn, xem đây này. Phew, mệt quá đi. Sam chẳng cảnh báo tớ rằng siêu tốc độ lại tốn sức đến thế. Những phần khác đâu? Chắc chắn là cậu đang giấu gì tớ rồi. Tớ chỉ muốn ngôi nhà mini này khiến cậu bất ngờ, chứ không chỉ các bạn khán giả đó. Coi cậu ấy kìa, và đây là gì? Thôi mà siêu nói cho nghe đi. Shoo shoo, cậu thiếu kiên nhẫn quá. Cứ như Sammy vậy. Oh, chưa gì đã nhớ cậu ấy rồi. Nhìn ngôi nhà tuyệt đẹp của cậu này, nhưng chưa hết đâu nha. Nhờ cái này chúng ta sẽ biết cậu cần gì bất kỳ lúc nào. Tớ sẽ để nó ở đây đã. Meo, đỉnh ghê. Còn cái gì đây? Nói cho tớ nghe đi. Tớ có nên cho cậu vào một cái thùng để làm một mình không nhở? Meo, không. Tớ ghét không gian hẹp lắm. Bình tĩnh nào Kitty, tớ đùa xíu thôi, nhưng tớ vẫn chưa thể tiết lộ bí mật đâu. Được thôi, nhưng đừng chọc tớ như thế nữa. Thế thì tụi mình có thể làm bạn thân. Ok la, vậy thì trốn sau bức tường rồi tụi mình bắt đầu chơi nha. Thế thì bắt đầu đi. Cả nhà ơi, xin mời các cậu đến nhà của Kitty. Tụi tớ đang đón khách đó nha. Hôm nay chúng mình sẽ được ngó qua cuộc sống của Kitty một chút. Cốc cốc. Xin chào các vị khách. Oh, các cậu đến rồi hả? Xin chào mọi người. Meow, xin mời vào. Từng người một nhé các bạn, xin đừng vội và nhớ để giày dép bên ngoài nhé. Đây là nhà của tớ, tớ rất vui khi được các cậu ghé thăm. Thế buổi sáng của cậu diễn ra thế nào? Tớ luôn đến nhà tắm trước tiên. Còn Kitty thì sao? Chuẩn, thực ra thì tớ có một việc trọng đại cần làm ở đây. Mà tớ đoán ra đó là gì rồi, để tớ giúp cậu nha. Nè, cậu vào đây đi, sẽ không ai thấy hoặc làm phiền cậu đâu. Cảm ơn nhé, vậy nếu không phiền thì cho phép tớ đi đây chút nha. Kitty sẵn sàng tiếp tục chương trình thực tế mini của chúng ta rồi. Ừ, nhưng tụi mình chưa tham quan xong phòng tắm mà. Đúng, cậu cần tắm vòi sen hoặc tắm bồn nữa nhỏ. Cơ mà hãy bắt đầu với việc đánh răng nha. Kitty của tụi mình cần một màn tân trang mini. Tớ đây này, meow. Tớ vẫn chưa đánh răng nên đợi tớ chút nhá. Đừng lo, tớ sẽ khiến răng của cậu trắng sáng. Xem răng của bạn ấy này cả nhà. Các bạn nhỏ nhớ đừng quên chải răng mỗi sáng nha. Giờ răng tớ đã siêu sạch sẽ rồi. Tớ rất vui vì cậu vui. Tiếp theo là tiết mục đi tắm. Dù mèo không thích nước nhưng tớ lại mê tắm lắm nha. Nhưng cậu sẽ đâu mang quần áo đi tắm đúng không? Cởi ra nào. Yay! Nước ấm tớ thích lắm. Cậu có muốn tắm chung không? Thôi để lần sau nhá. Nhưng bé vịt này sẽ rất vui đã được tham gia đó. Nhưng bồn tắm của tớ nhỏ lắm, không vừa đâu nha. Này Kitty, nín thở nào, nếu không xà phòng sẽ dính vào miệng và mắt của cậu đấy. Kitty ơi, cậu sẵn sàng đi tiếp chưa? Ừ, được sạch sẽ thật là tuyệt.
Tớ đồng ý, nhưng chuyến đi của tụi mình đâu thể kết thúc ở nhà tắm. Vì vậy hãy đợi bạn mèo một chút nhé, tụi mình sẽ tiếp tục ngay thôi. Kitty ơi, tớ mong rằng cậu đã tắm xong. Ồ, lông cậu trông xù bông quá trời luôn. Phải sửa lại thôi, tụi mình tới phòng thay đồ nhé. Đi cùng tớ nào, tớ ít khi cho mọi người thấy nơi này lắm. Tớ đoán là cậu cần trợ giúp nhỉ, để tớ chải lông cho cậu nhé, được chứ? Và chúng mình đã sẵn sàng cho bước thứ hai rồi, trang điểm thôi bà con. Tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho bước này. Miau, công đoạn tớ thích nè, tớ mê trang điểm lắm. Miau, cả nhà ơi, xem để tớ làm thế nào nhá. Đúng vậy Kitty à, vì các bạn nhỏ đang quan sát nên mình phải làm thật là chuẩn chỉnh. Một chút ở đây, sáng hơn xíu nhá, như vậy thì đôi mắt trông mới ấn tượng được. Cậu có chắc là cậu làm đúng không đấy? Tớ không muốn bị sai sót nào đâu nha. Đừng di chuyển mà Kitty, nếu không tớ làm sai thật đấy. Và thế là mình phải đánh lại từ đầu. Rồi rồi, tớ muốn trở thành nàng mèo xinh nhất luôn. Tớ sẽ cố hết sức y như một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp vậy. Một đường nữa thôi là đôi mắt hoàn hảo, sẵn sàng rồi. Tớ còn xinh hơn mèo Ai Cập nữa chứ. Chọn cái nào ta? Biết rồi, màu đen là hợp nhất. Úi sợ quá, mong là cây cọ không dính vào mắt tớ. Không đâu, đừng lo nhá. Nhưng đừng nhắm mắt nhé mèo cưng. Có lần tớ vô tình nháy mắt, xong rồi tớ phải trang điểm lại từ đầu luôn. Ok, phần này xong rồi. Còn mi dưới nữa thôi, tụi mình triển nha. Tớ từng nghĩ rằng mèo không cần trang điểm vẫn đẹp. Đương nhiên là thế rồi, ai cũng có vẻ đẹp tự nhiên, nhưng thỉnh thoảng tụi mình cũng nên tô điểm chút chút. Xem mắt cậu rực rỡ chưa này, cả nhà ơi, nhớ cho Kitty một like nhá. Tụi mình phải làm gì để hoàn thành phần trang điểm nhỉ? Tớ sẽ thêm chút má hồng ở đây và đây, như thế mới đối xứng nhá. Xong rồi này. Tớ muốn xem mình đẹp nhường nào quá. Cậu làm tớ nhớ tới Semi đó. Cậu ấy cũng nghĩ rằng mình là chú slime đẹp trai nhất. Giờ đừng nói chuyện nữa vì tớ sẽ đánh son. Đây. Ui. Gì? Sao đấy? Bị sao vậy? Chuyện gì thế? Ôi trời, xin lỗi nhá. Tớ dùng nhầm màu rồi. Mà đừng hoảng, tớ sẽ sửa lại ngay. Tớ nghĩ màu này hợp hơn nè. Phew, lần này tớ chọn đúng rồi. Đây chính là màu chuẩn nhất cho kiểu trang điểm này. Xong chưa rồi, tớ xem thôi. Y mà, nhào. Cậu y như Sam luôn. Cậu ấy cũng rất thiếu kiên nhẫn. Tớ muốn thêm vài ngôi sao lên mặt cậu để cậu tỏa sáng ạ. Tớ sẽ là siêu nữ hoàng, nhưng tớ cần trang phục và tóc xinh nữa. Phew, cho tớ nghỉ chút nhá. Làm thợ trang điểm cũng mệt lắm á. Chúng ta sẽ tiếp tục trong giây lát. Siêu ơi, nhanh nào. Mèo, chạy kiểu tóc cho tớ thôi. Ok, tớ tới rồi, qua bên này để bắt đầu nào. Hấp, hoàn hảo. Bíp, không, cái khác đi. Tớ chẳng thích chút nào, cậu còn kiểu khác không? Bíp, tớ nghĩ kiểu này chuẩn như lê duẩn luôn, cậu thấy sao nào? Tớ cũng thích, miêu, giờ mình cần một bộ đồ phù hợp nữa. Đồng ý, vậy tụi mình thử đồ luôn nhá, bắt đầu thôi. Rồi, cả nhà thì sao nào? Nếu có thì nhanh tay bấm like nha. Tụi mình sẽ bắt đầu với quần áo, thử bộ này nhá. Cần cả phụ kiện tóc nữa nè. Trông cũng ổn đó chứ. Thêm phụ kiện đi sư, muốn phong cách thì phải chú ý chi tiết đó. Ok con dê, nhưng không phải cái này. Làm lại nào. Nhìn nghiêm túc quá. Đừng lo nhá, tớ làm được mà. Tớ có gu lắm á nha. Cậu sẽ thành cô mèo xinh xắn nhất. Tên tên. Tuyệt vời. Tớ phải công nhận là cậu rất xịn. Cảm ơn, giờ chắc là Kitty đã đói rồi nhỉ. Tụi mình tới nhà bếp nhá. Đi thôi nào, đã đến lúc thay đổi địa điểm. Để coi nào. Hấp, di chuyển đến đây nhá. Tớ đói như con sói. Nhưng chả có gì để ăn hết. Ok, thế thì tụi mình sẽ đi mua sắm đồ ăn nhá. Siêu thị ở ngay đây thôi. Sắp xếp rất gọn gàng và giá cả hợp lý nữa. Tụi mình ăn kem nhá. Lấy luôn nào. Và mấy món này mà làm sinh tố thì quá hợp lý. Đặt ở đây nhá. Tuyệt vời. Sinh tố hả? Thú vị nha. Thế thì phải dùng máy xay nhờ. Chính xác luôn. Và đó đúng là thứ tớ vừa nghĩ tới.
Giờ tất cả đều đã sẵn sàng, rót ra ly nhá. Ngon xỉu ngang luôn, nào cho tớ uống với. Để tớ tí tẹo rồi cậu sẽ có đầy đủ đồ ăn luôn. Ngon ngon ngon. Chả mong là cậu đã no rồi, tụi mình còn một hoạt động nữa nè, đừng đi đâu nhé cả nhà. Một ngày bận rộn tại nhà mèo đã gần kết thúc rồi các bạn ơi, Kitty của chúng ta buồn ngủ lắm rồi. Vì thế tụi mình sẽ tới phòng ngủ, trong này có một cái giường ấm áp lắm luôn á. Tuyệt vời quá, tôi sẵn sàng ngủ rồi. Ngủ ngon nhé Kitty, cậu có một căn nhà rất tuyệt đấy. Cả nhà ơi, tôi rất vui vì được các cậu đồng hành ngày hôm nay. Chắc mình nên để Kitty ngủ rồi, cậu ấy nhắm mắt rồi. Nếu các bạn thích chuyến tham quan nhà hôm nay thì nhớ like và đăng ký kênh nhá. Bye cả nhà.